Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của tuần ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay thì trước khi vào câu chuyện thì Tân cũng có đôi lời chia sẻ ha. Thì nhiều bạn nghe Tân tự phạt mình đi ăn đó, thì các bạn nói cái hình phạt đó nó giống như là thưởng vậy đó, nó không phải là phạt. Thì sau khi Tân kiểm tra lại thì Tân cảm thấy áy náy quá, thì Tân quyết định tăng hình phạt cao hơn với bản thân mình. Đó là một ngày Tân không được làm gì hết, chỉ được ngủ 10 tiếng. Đó là 8 tiếng vào buổi tối và 2 tiếng vào buổi sáng, là buổi trưa đó. Thì 10 tiếng ngủ đó coi như là Tân không được đi chơi, không được ăn uống, không được chơi với bạn bè ai hết. Rất là cô đơn và đau khổ. Thì cái hình phạt đó là Tân mới tự đưa ra để mà cho các bạn cảm thấy rằng là thỏa mãn được, là cái người đó họ đã tự biết ý thức phạt bản thân mình. Đau khổ lắm bạn. Thì Tân mong các bạn sẽ đồng tình với lại hình phạt thêm, gọi là hình phạt thêm nha. Có nghĩa là Tân vẫn đi ăn nhà hàng và Tân vẫn chơi bời, nhưng mà Tân sẽ ngủ thêm 10 tiếng. Đó là một hình phạt rất là nặng thêm. Thì bỏ qua cái chuyện đó, coi như là các bạn đồng ý là Tân phạt vậy rồi, thì bỏ qua, mình kể câu chuyện của ngày hôm nay. Thật ra câu chuyện của ngày hôm nay nói rất là nhiều đến cái thị phi và miệng lưỡi người đời. Thì các bạn biết khi một người được sự chú ý của nhiều người thì cái người đó rất khổ. Là tại vì người đó sẽ đón nhận một phần là những người yêu thương mình, nhưng một phần còn lại là những người mà họ cảm thấy đố kỵ với mình. Trong những người đố kỵ đó còn nhiều loại người khác nhau nữa. Có những người họ không hề biết mình, thậm chí không hề coi kênh của mình, nhưng mà họ đố kỵ với tất cả những ai được người khác chú ý tới. Buông những lời cay đắng cay nghiệt. Đối với những người giống như Tân thì Tân xem đó là một động lực để mình phát triển thêm. Và đối với một số người khác thì người ta xem đó là một trong những cái điều mà người ta cảm thấy rằng là không thể chịu nổi cái miệng lưỡi người đời, và người ta sống sai với con đường lúc ban đầu người ta đã định. Và từ đó cuộc đời của người ta lụng bại bởi thị phi và miệng lưỡi người khác. Thì cái câu chuyện hôm nay là một câu chuyện Tân kể các bạn từ cô Hương. Cô Hương là một người kể chuyện và gửi về cho Tân. Ngày xưa đó, nhà cô ở đường Cách Mạng Tháng 8, trong một cái con hẻm lao động. Thì trong hẻm của cô là đủ các loại thành phần. Có học có, vô học có, luân banh có, tri thức có. Cuộc sống mà các bạn, một nơi đô thị phát triển thì có đầy đủ loại người hết. Nhưng mà ngày đó hẻm cô có một điều đặc biệt. Đó là một cặp vợ chồng người thường. Người thượng là người ta là thuộc các bản làng ở trên núi người ta xuống. Ngày xưa người Sài Gòn mình gọi là người thượng. Còn đi xuống trên núi xuống mình ta gọi là xuống đồng bằng, xuống với người Kinh. Mình là người Kinh. Thì trong xóm nó kêu có hai vợ chồng người thượng mà xuống thuê nhà ở xóm mình. Có nghĩa là họ với cô Hương cảm thấy mà quá đa dạng. Đã có người Hoa, đã có người Ấn, người Việt, đủ các vùng miền, nay có luôn người thượng. Thì họ xuống họ bận đồ là nhìn là biết liền. Mà vui hơn nữa là hai vợ chồng người thượng ta xuống ta thuê nhà, người ta mở cái tiệm, người thượng mở tiệm hủ tiếu người Cam. Là cô nói ngày xưa đa dạng lắm Tân, là cô tâm sự với Tân. Người núi trên núi xuống mở tiệm hủ tiếu người Cam, nhưng mà bán theo cái cách trình bày của người Hoa. Cho nên cô cảm thấy hai vợ chồng này khá đặc biệt, khá vui. Mà ngoài cô ra thì nguyên một cái xóm của cô ngày xưa ai cũng thấy vậy hết. Thì lúc ban đầu người ta cũng ngồi ta trông chờ coi có chuyện hài hước gì để người ta bàn tán, xôn xao. Thì hai vợ chồng mới bày biện ra bán. Họ bán hủ tiếu lạ lắm. Vẫn là hủ tiếu xương nhưng mà cái nước lèo của họ có mùi quế, mùi hồi. Họ bán kèm với tất cả những cái gia vị mà giống như của Cam đó, là gồm có tim, gan, lòng, cực, xí quách. Nhưng mà ngoài ra có cả thịt cá nữa. Nhưng mà cá là cá
lóc đó các bạn, là người ta lọc cái thịt ra đó. Nhưng mà cái nước lèo thì không phải là nước lèo của người Hoa. Nói chung là họ bán một cái hương vị hoàn toàn lạ. Thì lúc ban đầu sớm người ta cũng e dè, nhưng mà rồi người ta cũng ra ta ăn thử. Rồi những khách vãng lai ở trên đường đi qua đi lại, người ta cũng vô bởi cái mùi hương đó. Thì người ta vô người ta ăn thấy ngon, lạ quá. Thì người ta gọi là hủ tiếu vị thuốc. Các bạn chưa biết đúng không? Thì cô Hương nói ra Tân mới biết. Chứ Tân cũng chưa ăn qua cái hương vị đó bao giờ. Cô nói là nó lạ lắm mà nó ngon. Nó thu hút nhiều người, có cả khô, có cả nước. Thì người ta ăn uống bắt đầu người ta ra, người ta làm quen với hai vợ chồng. Lúc ban đầu người ta không có nói chuyện nhiều, tại bị mới quen mà. Cái dần dần nhiều chuyện ra nói, hai vợ chồng cũng cởi mở, tâm sự lại. Rồi cũng kể qua kể lại với nhau. Thì một thời gian thì bạn biết, bắt đầu thân thiết rồi, thì những cái thứ mà nó vô duyên, phàm tục, bắt đầu nó được mở miệng ra từ những người xung quanh mình. Cái cuộc sống buôn gánh bán bưng, mình không thể nào mà từ chối những cái người khách đó đến ủng hộ mình. Họ có quyền, họ có tiền thì ủng hộ, nhưng mà họ nói chuyện rất vô duyên, rất là phàm tục. Thì họ vô họ hỏi những cái câu tưởng chừng là rất căn bản. Cô Hương cô nói một câu như nè: hai vợ chồng này hiền lắm, là cực kỳ hiền, sống rất là có tình có nghĩa. Hai vợ chồng dìu dắt nhau làm lụng, mà mỗi lần bán xong dọn sạch sẽ sớm giền là không cái gì gọi là bàn tán hay là phiền hà, rất là dễ thương. Thì ngày hôm đó, là cô thấy rõ ràng thái độ hai vợ chồng hoàn toàn rất hung dữ. Có nghĩa là thấy hiền mà hiền không gì để tả, nhưng mà cái người vô duyên đó, cái người hàng xóm nói cái câu vô duyên chạm đến người ta. Thì cái câu đó rất căn bản bạn. Sao hai đứa bay làm mà không đẻ đi. Cái câu nói đó là câu nói của bất cứ một người nào. Cứ hễ mà gặp là thấy người lớn tuổi một xíu là sao mày không lấy vợ đi, sao mày không lấy chồng đi, lấy rồi sao không đẻ đi, đẻ rồi sao không cho đi học, sao không dạy nói đi. Thế nghĩa là cứ cái chuyện đó là chuyện cá nhân của mỗi người. Người ta muốn cái gì cái quyền của người ta, mình đừng có hỏi vô những câu riêng tư như vậy. Thì ngày xưa cái câu đó là câu hỏi gọi là xã giao, hầu như ai cũng hỏi được. Thì cái bà đó, bà là hàng xóm trong xóm, bà nổi tiếng vô duyên rồi. Thì bà mới hỏi hai vợ chồng là: thấy hai vợ chồng mày bán cũng được, sao hai vợ chồng mày không đẻ đi, hay dưới quê có con có gửi cho ai không? Những câu hỏi đó là những câu hỏi của thời bây giờ đối với Tân là rất vô duyên, hỏi vô cái chuyện cá nhân người khác. Thì hai vợ chồng này chắc cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Trước đó chắc cũng nhiều người hỏi rồi. Thì hai vợ chồng này mới nói là tại vì không muốn sanh con, muốn lập nghiệp một thời gian nữa, về rừng, về núi rồi mới sanh. Bởi vì tổ tiên ông bà ở đó, về đó sanh cho con cái nó quen với phong tục tập quán của quê hương, của vùng quê người ta. Thì đến đây được rồi, thấy không? Thì bà lại mới nói thêm nữa, bà nói vô nữa, nói trời ơi tuổi này mà không đẻ, mai mốt không còn trứng đâu đẻ. Đây là cuộc sống bạn, nó chuyện rất vô duyên, nó sự thật luôn. Tân nghe Tân biết là trước sau không có chuyện thì ông chồng mới quay ra mới nói một câu là: còn hay không là chuyện của trời, đó là quyền của vợ chồng tôi. Tôi không muốn bàn tới, cô đừng có hỏi vô nữa. Thì bà này bỏ quê, quê thì lại càng vô duyên, mà cộng thêm cái chuyện thiếu văn hóa nữa. Thì đứng lên chửi, chửi thề: ôi cái thứ nghèo mạt rệp, con mày đẻ ra cũng chết yểu. Bắt đầu chù, bắt đầu nói những cái câu rất là nặng nề các bạn. Thì các bạn thấy rồi đó, cái cuộc sống hiện tại bây giờ là như vậy. Người ta bắt đầu nói những câu vô duyên, người ta bắt đầu hỏi đến những chuyện rất sâu xa cuộc đời bạn. Bắt đầu người ta không khai thác được, người ta chuyển sang ta chù, ta chửi. Mà loại người đó bây giờ càng nhiều. Kênh cũng đón nhận rất là nhiều, hỏi những câu rất kỳ. Thí dụ như kênh kiếm bao nhiêu tiền, anh có thực sự giàu không, một ngày anh chi tiêu bao nhiêu. Khi không trả lời thì chù. Có người còn chù Tân là trên đời này là không có thần Phật, không có tâm linh và cũng không có Thiên Chúa. Nói thẳng vậy luôn. Và
Nếu như Tân còn nói về chuyện tâm linh, Tân sẽ xuống địa ngục. Ủa kỳ vậy? Tại sao thiên đàng rồi tâm linh, thần Phật rồi thiên chúa không có mà tự nhiên lòi ra địa ngục, cái có cửa xuống là sao? Mua vé ở đâu? Mua vé ở đâu đi chung không? Đó, lại vậy đó. Thì quay về câu chuyện, cái nhân vật của mình đang bị cái chuyện đó. Thì lúc đó giống như là ly nước tràn, người chồng nóng tính trước, quay qua nhìn, mới cầm cái xà beng chỉ, cái đồ múc nước lèo đó mới chỉ. Mày thử nói một lần nữa xem, mày sẽ thấy con tao là ai. Mà bạn biết người ta là người trên núi á, người ta sẽ có những cái phong tục tập quán rất riêng, và tâm linh của người ta cũng rất riêng. À, thì cái bà đó bà thách, bà nói làm được gì thì làm. Cái thứ mà tuyệt tử, tuyệt tôn, không con cái như vợ chồng mày đó, thì hù ai? Đẻ ra mà hù, đợi nó lớn á, để coi nó thành người không mà hù. Thì bà vợ lúc này mới quay qua, hai vợ chồng ăn hủ tiếu đó, người vợ mới quay qua nghiến răng, mắt trừng lên nghiến. Thì cô Hương là những người trong xóm chứng kiến cái sự việc đó, thì cô mới tới, cô ôm người vợ dỗ, nói thôi cưng, miệng lưỡi người đời cưng đừng có để tâm. Bà này bà vô duyên nhất, sớm nào vợ bà nói chuyện bà không có suy nghĩ, hầm hồ bậy bạ. Thì cái người vợ đó không có nguôi các bạn, họ không nguôi, họ lên cơn rồi, không có nguôi. Ngày đó họ dọn hàng xóm. Khi họ dọn hàng xóm thì cô thấy họ dọn xong xuôi hết, họ bỏ vô tất cả mọi thứ rồi, họ dọn sạch sẽ cái xóm rồi. Thì đến tầm khoảng 1-2 giờ trưa đó, thì người chồng mới lấy chiếc xe ra, mới chở người vợ đi đâu á. Thì lúc này thì sớm cũng như cô Hương nghĩ rằng hai vợ chồng đi chùa hay là đi đâu đó khuây khỏa. Tại vì áp lực cuộc sống mà các bạn, đã làm ăn cực khổ rồi ha, mà còn gặp cái loại người vậy nó chùi dập mình nữa, lỡ người ta không sanh con được thì sao? Những cái lời nói nó ác lắm các bạn. Đó là nó ghim vô cái nỗi đau của người khác. Nhiều khi mình nói mình không có nghĩ, mình nói mình không nghĩ đó là nỗi đau, mình cho thỏa cái miệng mình lúc đó thôi. À, nhưng mình gây thù chuốc oán mình không biết. Thì thấy hai vợ chồng lên xe đi, tưởng là im rồi. Đến 5 giờ chiều bạn biết là cháu của cái bà mà nói câu đó chạy ra la lên là mẹ hay là bà đó mất trong nhà rồi. Mà mất trong lúc ngồi ăn cơm nha các bạn. Thì chồm sớm người ta mới qua, người ta coi. Thì bạn biết á, bà mất trong tình trạng quần áo không có chỉnh tề, cái quần nó bị sọc sệt, bị kéo xuống. À, thì lúc đó là người ta gọi người vô khám nghiệm. Khi vô khám nghiệm người ta nói là bị hóc xương, hóc cái xương cá mà chết. Mà bạn biết hóc xương á, hóc cái kiểu mà nguyên một cái bộ xương nó găm vô cổ mà, cả con cá nằm chổng luôn. Đâu ai ăn cá mà ăn kỳ cục vậy. Đâu ai ăn cá, ta phải gấp thịt ra ta ăn chứ. Có mắt thì mắt 1-2 cọng xương thôi, nhưng một con cá nằm chổng đó. Thì bà mất mà hai mắt bà trợn lên, cô Hương cô nói là hai mắt trợn lên nhìn thấy ghê lắm. Mà cái kiểu giống như là ám ảnh cô Hương đến giờ phút này đó, thì bà mới chết. Thì khi bà chết người ta khám nghiệm xong rồi, tối hai vợ chồng mới về. Tối hai vợ chồng nó mới về. Khi hai vợ chồng nó về thì thấy chồm sớm đồ này kia các cái đó. Thì một số người ta chạy ra nói là bà đó bà mất. À, có gì qua phụ để dọn người ta đưa quan tài vô. Thì hai vợ chồng ấy rất bình thường. Hai chồng nó cực kỳ bình thường. Mới nói là quan tài tụi tôi không có đụng. Nhưng mà nấu cháo đêm để coi như đãi cả sớm. À, hai chồng đem bếp đem lò ra nấu đồ ăn để đãi khách khứa cả sớm. Thì kèn trống này kia mà lúc đó nhiều người nhìn thấy hai vợ chồng này rất mãn nguyện, rất là vui, cực kỳ vui, cực kỳ mãn nguyện, chứ không phải là đau buồn hay bất ngờ. Nhưng mà do buổi sáng họ có cãi nhau, đâm ra là sớm giềng mới nghĩ rằng là chắc là hai vợ chồng này tâm cũng không tốt lắm, để bụng thâm thù. Cho nên khi nghe cái người chửi mình mất á, thì họ cảm thấy vui, chứ họ cũng không làm gì. Nhưng mà bạn biết á, người chết oan người ta đâu có chịu siêu thoát. Sau cái đám tang chôn cất xong xuôi rồi đó, cái vong hồn bà nó về,
Bà về cái đêm nào bà cũng về. Riêng cái nhà của hai vợ chồng đó bà không có vô bà nhát. Còn tất cả nhà còn lại luôn nhà cô Hương là bà nhát. Bà cứ kêu là oan ức quá, tôi không có chết, oan ức quá. Mà bà làm vậy nguyên một sớm. Thì có những người ta bị yếu bóng vía, người ta sợ ma. Người ta thấy bà về, người ta sợ quá. Người ta mới mời thầy về cúng trong nhà, trong cửa. Để cho không gặp vong hồn hay là cái vong hồn bà đó không có vô nhà. Thì bạn biết là trong số những cái nhà mời thầy thì mỗi người mời một thầy. Thầy Pháp giống như là ca sĩ chạy show rồi đó. Mỗi người một ông thầy. Thì vô tình có một cái người mời trúng thầy. Nhà cô Hương cũng mời nhưng mà không trúng. À, mời trúng ông thầy giỏi. Ông về. Ông về thì ông vô, ông mới coi nhà cửa. Ông nói là âm khí nó phản phất đây thôi. À, người này chích oan. Đâm ra là đi khắp sớm để mà kêu oan. Chứ không phải là nhát nhà mấy người. Nhà này cũng không có đình miễu. Đâm ra không có thần hoàng. Người ta không có tới kiện được. Cho nên là cái oan ức của người ta cứ lòng vòng ở đây. Thứ nhất, thứ hai là cái người hại chết người ta là người âm. Mà người âm này thì lại tu rất lớn, rất mạnh. Đâm ra là người ta không thể nào mà ra khỏi sớm đi kêu oan. Người ta cũng không đi đầu thai được mà người ta bị giữ lại. Thì bây giờ phải coi trong sớm này ai chơi tà chơi ngải. Thì mới biết được người nào hại chết bà này. Thì khi ông thầy ông nói vậy, bạn biết là trong sớm ngoài ngõ người ta nghe. Nhưng mà cái hàng quán của hai vợ chồng này nằm tuốt ở ngoài đường á. Đâm ra là hai vợ chồng này không nghe. À, tại mỗi nhà mà ngóc ngách trong hẻm trong xóm bạn biết rồi. Thì mọi người mới nghe đúng quá. Mới qua hỏi cái nhà mà mời chúng thầy á là có nói trước không sao ta biết. Thì cái nhà nó chỉ nói nhà sớm có ma thôi. Mà nói bà đó thì đâu có ai nói đâu. Sao ông biết? Nói thì mới thầy mới vô gieo quẻ, mới bóc quẻ coi. Ông mới tặng cho mỗi cái nhà trong xóm á là một cái lá phù. Tại phù nó rẻ, ông viết nó lẹ. Ông mới đi ra ngoài, ông nói để coi coi xung quanh xóm này ai chơi tà ngải cái đã. Trong xóm này có dòng quỷ nó rất là lớn, rất là tu, rất là cao đạo. Đâm ra nó hung dữ, nó mới lấy được mạng người. Để đi một vòng coi cái đã. Thì đi một vòng các bạn, thì thật sự ra cô Hương cô nói vậy. Nhưng mà trong xóm người ta biết. Người ta biết cái đại hận thâm thù. Thì ngày đó chỉ thù với hai vợ chồng bán hủ tiếu người thượng đó thôi. Thì người ta mới chỉ, thì ông thầy ông ra ông kêu một cái tô ông ăn. Thì hai vợ chồng bán. Khi ăn xong ông mới đi vô lại cái nhà ông cúng. Ông mới hỏi là ủa hai vợ chồng bán hủ tiếu mà nhà ở đâu vậy? À, nhớ nhà nó kế bên á. Nhà nó kế bên á, cái chỗ nó bán. À, nhà kế bên một hai vợ chồng mà không có để đồ như là gạo hay là rượu ở trong nhà. Mà sao hai vợ chồng để cái lu gạo mà để dưới chỗ bán hủ tiếu chi vậy? Thì sớm gì lúc này mới để ý. Sớm gì mới để ý mới nói, không biết nữa. Nó bán hủ tiếu mà sao để cái lu gạo ở dưới cái chỗ nó bán. Đến lúc nó dẹp, nó cũng dẹp cái lu gạo nó vô. Rồi nhiều người ta nói là lâu lâu thấy cái lu gạo nó bị hết gạo. Là hai vợ chồng lập tức đi mua gạo đổ vô. Thì lúc này ông thầy nói rồi đúng rồi. Hai người này nuôi ma xó. Nhưng mà phong tục của họ, cái lu gạo đó có xác thai nhi. Đâm ra họ cái dùng gạo họ nuôi. Lúc nào họ cũng mang theo hết. Thì cái vong này là con họ. Chắc là do phạm phải cái gì đó không hữu duyên, đâm ra nó chết yểu. Họ đem luyện ma xó, rồi họ rời quê hương. Họ đi nơi khác, họ lập nghiệp. Con họ là người kéo khách phù hộ cho họ. Nhưng khi mà họ thù hận, thì nó cũng là người đi trả thù cho họ. Và họ là người biết rất rõ, vong này có thể đoạt mạng người. Nhưng mà họ để yên cho nó. Có nghĩa là lúc đó họ có quyền cản. Nhưng mà lúc mà buổi trưa họ bỏ đi. Họ bỏ đi nhưng cái lu gạo họ để trong nhà. Để cho cái con quỷ đó đó, nó ra ngoài nó hại bà đó. Tối họ dòng về. Đâm ra là họ không có biến sắc. Thì người thầy Pháp mới hỏi trong xóm là ngày đó có chuyện gì mà sao họ tàn nhẫn quá vậy? Phải hỏi ra ra lẽ chứ. Thì người ta kể, thầy Pháp mới nói rằng là khẩu nghiệp. Âu cũng là khẩu nghiệp. Do bà này bà xuồng xả quá,
bà đi chửi người có tu và người biết luyện bùa. Thật ra hai vợ chồng đã nhịn rồi, đã nhịn lắm rồi. Hai vợ chồng đã sống rất chan hòa, nhưng mà do phạm phải cái điều mà người ta ghét, cái điều mà lòng người ta không muốn nhắc tới, đó là cái từ mà tuyệt tử tuyệt tôn đó bạn. Có những người phụ nữ người ta khổ lắm, người ta sanh con một lần không được, người ta sanh lần thứ hai không được nữa. Dù cho y khoa có can thiệp cách mấy người ta cũng không được sinh nữa. Cho nên khi mà mình nói những cái câu nặng nề đó, chính thức mình gây họa, cái khẩu nghiệp đó không rút lại được. Thì cái người thầy nó mới đi ra gặp hai vợ chồng. Ra gặp hai vợ chồng mới để một cái lá bùa ở trên bàn. Thì hai vợ chồng này thấy ông thầy pháp vòng lại thì biết là trong xóm cũng nghi nghi mình rồi. Cái người thầy, cái người chồng mới ra nhìn. Nhìn thì ông mới nhìn lên ông thầy. Ông thầy mới nói là tôi biết hai người có nuôi ma xó, mà cái đứa bé đó là con của hai vị. Hai vị cũng hiểu rất rõ, ma quỷ tồn tại trong nhân gian, đôi khi được thờ phụng như thần, nhưng nếu như mà nó đã đoạt mạng người khác, tức có nghĩa nó chính thức thành quỷ, mà hai vị lại tồn tại trong xóm lao động, thì trước sau gì nó sẽ đòi mạng người khác tiếp. Nó sẽ vịnh vô cái cớ khẩu nghiệp để nó hại những người khác. Mà một cái xóm bạn biết rồi, khẩu nghiệp nó xảy ra hàng ngày. Người này không chửi người kia thì cũng sẽ nói xấu người nọ. Không nhiều chuyện môi móc chuyện này cũng môi móc chuyện khác. Đó là cuộc sống. Nhưng bình thường ba mẹ nó kìm nó thì nó không làm gì. Nhưng hôm nay ba mẹ nó lên cơn tức và cho nó lấy mạng một người trong xóm. Tức có nghĩa là đồng thuận nó làm chuyện đó thêm nhiều lần nữa. Thì thầy pháp mới nói rằng là cái cách mà tôi chứng yểm đó. Đầu tiên tôi biết anh cũng là người biết luyện bùa. Nhưng anh nhìn tôi thì anh phải hiểu cái lá bùa của tôi cao hơn anh một bước. Thì tôi sẽ chứng hai vợ chồng trước. Tôi đem cái con ma xó đó tôi diệt. Mà một khi diệt á, là anh không còn được nhìn thấy xác của nó nữa. Hồn không những không thấy mà xác cũng không thể giữ. Thì hai vợ chồng nỗi đau lại chồng nỗi đau. Thôi thì bây giờ đôi bên nhịn nhau một bước. Anh mang nó đi đi. Anh mang nó về núi đi. Hoặc đi nơi khác đi. Và ráng tu luyện đừng hại người. Bị chuyện này là bà đó sai. Bà gây ra khẩu nghiệp trước. Nhưng tâm địa hai vợ chồng cũng không hề hiền. Đã chạm đến cái mức ác nhất rồi. Là lấy mạng người rồi. Thì hai vợ chồng cũng nên tìm cách đi đi. Thì lúc đó bạn biết là nguyên một xóm người ta ngồi chờ đợi một chuyện thôi. Tâm linh có tồn tại hay không? Nếu người thầy pháp mình nói đúng, hai chồng sẽ đi. Còn người pháp thấy sai thì người thầy pháp phải chứng yểm để cho sớm nhìn thấy cái tài hoa của người thầy pháp. Thật ra cuộc đời cũng không ai tin ai. Sớm diện thì cũng ngồi coi kịch. Thầy thì cũng phải thể hiện bản thân mình. Hai vợ chồng kia thì cũng phải đối phó lại. Tại cái chỗ làm ăn buôn bán mà. Thì ai cũng ngồi đó coi cái sự việc như thế nào. Thì đêm hôm đó hai vợ chồng đã đi. Trước khi đi hai vợ chồng có đi một vòng bên sớm tạm biệt. Và đi ngang cái bà mất á, hai vợ chồng cầm cái hũ lạy. Lạy ba lạy rồi đi. Thì sáng hôm sau người thầy pháp mới vòng lại. Mới vô trong nhà đó, mở cái nhà cho thuê ra. Tại vì cái nhà nó chủ ở trong hẻm luôn. Nhờ thầy pháp vô để mà đừng bị ô uế, tại vì có dông con nít trong đó. Thì không biết nó có tồn tại hay là âm binh gì nữa hay không. Thì thầy mới vô dẫn nguyên một sớm vô coi có cô Hương này nữa. Thì vô coi mới thấy nè. Nhìn đi, nhà nó dễ bùa, ở dưới giường của nó là đồ chơi không. Hai vợ chồng ở với nhau không có con nít. Đồ chơi mà nằm đầy ở dưới gầm giường. Mà toàn là những đồ chơi mà bị bỏ ở thùng rác. Bỏ ở chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia. Hai vợ chồng lượm mang về làm gì. Chỉ có dông nó đi vòng vòng mà tại mọi người không thấy. Thì từ đó cô Hương mới tin trên đời này có ma. Mới tin tâm linh có tồn tại. Thì khi cô nghe Tân kể chuyện, cô bắt đầu nghe những dòng ma khác cuốn hút. Cô mới kể câu chuyện cô về cho Tân, để Tân kể cho các bạn nghe. Thật ra mà nói, nhiều khi người ta bị một cái chuyện gì đó, người ta không sửa được cái tánh của người ta. Người ta cứ vô duyên vậy hoài. Và cuộc sống đầy cuộc sống đầy. Có nhiều người cứ vô hỏi Tân những cái chuyện rất là cá nhân.
và họ bơi móc những cái rất nhỏ nhặt để mà họ làm cái sự áp lực cho một người kể chuyện. Thật ra họ không có hiểu tại sao một người kể chuyện người ta khó kể đều và tại sao thiết bị người ta đôi khi sẽ gặp sự cố. Cái thứ gì cũng không thể nào mà trường tồn được qua thời gian, nó phải hư. Thì sẽ có những cái giây phút cần phải khắc phục. Và một cái người, người ta tạo ra một cái kênh YouTube để cho nhiều người chú ý tới. Rồi người ta yêu thương, người ta giúp đỡ để cho cái người đó thay đổi bản thân mình. Người đó tạo dựng cơ đồ để phát triển. Khi phát triển người ta phải giữ được cái cơ đồ đó. Thì đôi khi người ta lỗi hẹn với những người đã từng yêu thương. Người ta bớt đi những ngày kể chuyện để người ta tập trung vô công việc, sự nghiệp. Khi sự nghiệp phát triển, ổn định, thăng hoa, người ta lại dòng lại với công việc kể chuyện. Nhưng lúc này dòng lại với một sự tri ân và biết ơn những người fan đã thật sự thương và cho người ta cái cơ hội đổi đời. Có những người, người ta mượn cái chuyện đó để người ta tạo áp lực. Chứ người ta hoàn toàn không yêu thương cái người mà đang tạo ra những câu chuyện cho người ta. Người ta mượn cái chuyện đó để người ta gây áp lực. Tại sao anh không kể? Tại sao anh không làm? Tại sao anh như vậy? Nhưng người ta không hỏi một câu rằng là những ngày tháng người ta không kể người ta làm cái gì. Người ta đi làm ăn. Bằng chứng là Tân sáng tạo, tìm hiểu để tạo ra những kỳ chân dị bảo cho các bạn. Có trong tương lai, Tân đã liên hệ rất nhiều xưởng đồng. Nhờ những câu chuyện mà Tân kể, nhờ cái sự nhờ vả mà các xưởng đồng đã liên hệ với Tân. Trong tương lai các bạn sẽ có một vật cúng mang tính chất tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Đó là những ngày tháng mà Tân không kể chuyện. Tân đi nghiên cứu, tìm hiểu để tạo ra những kỳ chân dị bảo đó. Chứ không phải là mình lười biếng. Mình đã tạo dựng một cái sự cơ đồ lớn để cho mọi người ta chú ý. Thì mình không làm phụ lòng những người yêu thương mình. Sự thành công này là nhờ các bạn cho. Cho phải giữ. Fan đã cho rồi mà còn không giữ, ham chơi. Không chịu giữ cơ đồ, đến lúc mà thời cơ nó qua rồi, thì lúc đó mình hối tiếc mà những người yêu thương mình cũng hối tiếc. Tại sao lúc đó tụi tôi cho anh một cơ hội, anh không chịu giữ công ty, anh cứ ham vô những câu chuyện mà anh không chịu lo cái cơ đồ của anh. Đó mới là cái nền móng để tạo ra sự vững chắc về già cho anh. Bây giờ cái thời nó qua rồi, làm sao anh có được tình cảm đó nữa? Đúng không các bạn? Mình quý trọng fan, quý trọng cái tình cảm người ta cho mình. Mình phải gầy dựng lên được. Để người ta nhìn thấy mình làm tấm gương. À, cái người này được mình yêu thương nè. Mà người này lại thành công trong tương lai nè. Từ đó làm động lực mà phát triển. Còn bây giờ mình lười biếng. Mình cứ ở nhà mình coi chuyện của fan mình kể. Mình coi chuyện của fan mình kể. Rồi một ngày sức lực không còn. Tuổi già sức yếu. Lấy cái gì phòng thân. Lúc đó lên thang thì fan nói sao? Ai biểu lúc mà còn trẻ là ngu, không chịu làm, kể hoài. Người ta lại nói ngược lại, ai lo cho mình, chỉ có mình lo cho mình thôi. Ha? Thì những tiếng thị phi đó, mình phải lãnh. Đôi khi tức lắm, nhưng mà khi mình nghe câu chuyện của cô Hương, mình hiểu sự đời thì mình nên hạ cái đó xuống, hạ cái tôi xuống, để mình giải thích cho các bạn hiểu. Chờ đợi đôi khi rất mệt mỏi, nhưng mà một tác phẩm thì phải có thời gian. Không thể nào mà nó được đẻ ra. Ngay cả một câu chuyện ma fan gửi về cũng phải hỏi rất là nhiều lần mới ra được cái tình tiết để mà hệ thống lại kể các bạn nghe. Ha, thì Tân mong các bạn hiểu cho Tân. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận.